Thì hôm nay thì mình sẽ làm cá bóng mú hấp ha. Thì mình có mua cá bóng mú đó, thì mình sẽ lấy cái phần đuôi với một khúc giữa. Thì mình mua nửa con là hai khúc giữa và một cái đuôi. Thì mình nhiều quá không ăn không hết cho nên mình chỉ lấy một cái phần đuôi và khúc giữa thôi. Rồi, và mình sẽ hấp kèm với lại là củ cà rốt, củ hành tây, nấm mèo, nấm rơm với lại bún tàu ha. Này. Và mình sẽ ăn kèm với lại rau sống cũng như cuốn bánh tráng chấm nước mắm ha. Rau sống của mình là dưa leo này ha, rau thơm, rau sống, xà lách, rồi cần tàu nữa ha. Mình hấp mình sẽ cho cần tàu này vô, sắc vô, nó sẽ rất là thơm. Mình sẽ ướp cá trước khi mình hấp ha. Mình sẽ cho vào đây những cái gốc cần tàu á, mình đập dập cho nó thơm. Mình sẽ cho vào đây là tỏi phi ha. Mình ướp kèm một chút xíu tỏi phi. Tỏi mình phi thơm mình sẽ ướp. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu bột nêm. Nêm vào đây là dầu hào ha. Cho vào đây chút xíu bột ngọt. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu tiêu ha. Mình xay tiêu mình cho vào. Mình cho vào đây chút xíu ớt bột nữa nha, cho nó có màu đẹp. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ bao qua tay nhờ và mình trộn đều nha. Trộn cho nó thấm và mình để khoảng chừng 30 phút gì đó, 15. Nếu không có thời gian thì mình có thể để 15 phút. Mình sẽ massage cái miếng cá của mình cho nó thấm cái gia vị, khi mình hấp thì nó sẽ thấm và nó ngon hơn. Còn nếu như mình không có ướp á, thì khi hấp thì cái miếng cá của mình lúc đó nó sẽ không có được thấm ngon. Mình sẽ xoa đều hai mặt ha, rồi mình ướp. Cái gia vị ướp nó rất là thơm luôn ha, thơm lắm. Rồi thì mình ướp và xong thì mình sẽ để đây ha, để đây cho cái phần thịt cá nó ngấm cái gia vị. Rồi thì sau đó thì mình mới bắt lò lên mình hấp ha. Rồi sau khi mà mình ướp cá xong rồi cái mình sẽ sắp lên ha. Mình sẽ củ hành tây nè, nấm rơm nè, cà gót nè, rồi nấm mèo này kia hồi mình sẽ gửi lên ha. Nấm mèo với lại cái bún tàu á, thì mình sẽ để lên trên mặt ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ cho vào đây để mình hấp ha. Gia vị thì hồi nãy mình đã nêm nếm xong rồi thì mình không có nêm nữa. Nếu như bạn nào mà gia đình ăn cái vị đậm đà hơn thì mình có thể nêm thêm cho vừa khẩu vị ha. Cái cách nêm thì tùy theo gia đình thôi, chứ mình cũng không có một cái công thức nhất định. Miễn sao mà nêm cho phù hợp với khẩu vị gia đình là ok ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị mình bắt lên bếp để mình hấp ha. Thì mình sẽ còn cái khâu là bỏ bún tàu với lại gì quên là nấm mèo nữa. Thì mình bỏ lên trên rồi mình sẽ hấp. Okay.
cái nắp siêu thần thánh của mình đó. Này. Wow. Đó, cá của mình đang hấp trên cái chảo ha. Mình hấp là từ nước, từ nấm gơm với cà gót với lại cái nấm mèo rồi nó sẽ ra nước nha. Mình mới để có chút xíu cái phần bún tàu thôi, còn một phần nữa chút xíu khi mà cá của mình chín xong á thì mình mới để bún tàu lên nha, để sớm thì nó chín hết không có ngon. Rồi nó ra nước là nó sẽ có hơi ha. Rồi mình sẽ lấy một cái nắp á, nếu nhà có nắp dung lớn á thì mình đậy lên thôi. Còn mình á thì hôm nay mình hấp cái chảo của mình á, mình rất là thích cái chảo này cho nên mình hấp, và mình lấy cái một cái chảo khác mình úp lên là nó kín hơi là nó sẽ chín cá thôi nha. Này thì cái món cá bóng mú hấp của mình đã xong rồi ha. Mình sẽ cho thêm rau cần tàu lên cho nó thơm. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình tắt bếp để mình ăn thôi nha. Thì mình để trên bếp gì mình ăn luôn ha, cho nó nóng. Nó sẽ ngon. Mình sẽ ăn gói kèm với lại rau sống ha. Dưa leo, rau thơm, xà lách, chén nước mắm chua ngọt của mình ha. Này, chiếc nước mắm tỏi ớt chua ngọt, và mình sẽ gói kèm với lại là bánh tráng nha. Đây, bánh tráng này đủ màu luôn. Đây, màu vàng của nghệ. Đó. Màu này của gạo lứt nè. Đó. Thì đây, cái bữa ăn của mình. Món này thì làm thì tại vì nó nhiều gia vị thôi, nó nhiều nguyên liệu, nhưng mà cách làm thì vô cùng đơn giản. Mà mình có thể đổi khẩu vị cho gia đình mình vào những dịp cuối tuần, hoặc là khi mà gia đình mình có dịp quây quần bên nhau á, thì mình làm cái món này thì nó thay đổi khẩu vị, ngon miệng hơn, và nó cũng bắt mắt và rất là ngon nữa nha. Đặc biệt là cá bóng mú rất là tốt cho sức khỏe nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã chịu khó theo dõi cái video clip của Trúc ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác. Và nếu như yêu thích kênh của Trúc thì mọi người có thể đăng ký nhấn chuông để có thể cập nhật kịp thời những cái video mà Trúc up lên. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc bên gia đình nha. Và bây giờ Trúc xin chào và hẹn gặp lại.